Rồi tiếp theo chúng ta lại là một phiên bản đặc biệt màu cam CD5E, bản tục quần nữa. Đây đầy đủ anh em, pin cục sạc đầy đủ, full box mà. Đọc chưa kiếm đầu ra nữa các bạn, siêu hiếm luôn. Các bạn biết sạc pin chưa? Du bèn siêu hiếm nha các bạn. Rồi mình sẽ quay chi tiết, từng cây cho anh em nha. CD50E bật cái này lên cái các bạn cho nó mát. Thôi mình xíu nha. Xíu luôn. Cool. Ok rồi, từ từ nói phải. Ok. Rồi tới đâu rồi? Quay anh ơi gây trời ơi, đây là bộ sưu tập mình mua được của một anh đại gia các bạn, mình mua lại các bạn. Cái này á, bộ này á là anh không bán, mình năn nỉ là mình mua bán nữa nữa gây một thời chứ chinh chiến những ai mà ghiền chơi game, ghiền luôn. BlackBerry Nextel, trời ơi cái bản này cũng là một thời, chinh chiến các bạn. Trời ơi coi nè, hướng dẫn còn nguyên đĩa luôn nè. Phụ kiện tai nghe cục sạc pin đầy đủ, chưa bóc cái tem lột trên cái điện thoại luôn ạ, tem zin của hãng luôn. Trời ơi chắc phải lấy một cái xài quá. Alo qua đã các bạn, qua đã anh em thích mẫu nào cứ nhắn tin cho mình nha. Năm 110 thôi, tàu là thứ dữ không nè các bạn, trời ơi cái tem cảnh báo bảo vệ nó còn nguyên, pin nó rời bên mà cái này, cái hộp pin nó rời nè, nhức nách luôn anh em ơi. Một thời kỷ niệm hào hùng nó ùa về, các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục nha.